trên bàn mình là chiếc Surface Pro 7 Plus, thiết bị mới nhất thuộc dòng Surface Pro của Microsoft. À, nhìn ngoại hình thì phải thốt lên rằng là thì đéo nào 7 năm rồi một thiết kế từ Pro 3 đến giờ không thay đổi. Chắc Pro 7 Plus nó hơn Surface Pro 7 mỗi dấu cộng anh em ạ. <laughs> Cá nhân mình thì đã dùng nó được khoảng đôi ba ngày rồi, không thể làm bài đánh giá chi tiết được. Nhưng mình sẽ làm một bài đánh giá nhanh, đánh giá tổng quan cho anh em dễ hình dung chiếc Surface Pro 7 Plus này nhá

hình thì chiếc Suface Pro 7 Plus này không khác gì so với cả uh, chiếc máy Suface Pro 3 ra cách đây 75 năm cả. Y choang luôn. À ừ, có khác tí nhưng mà cơ bản thì nó vẫn là giống. Máy số vẫn giữ cổng thay à ở đây một nước đi an toàn và đúng đắn bởi vì uh, chuyển sang cổng thai C si toàn bộ như bây giờ ấy thì uh, nó cũng khá là phức tạp và khó khăn khi toàn bộ những cái thiết bị ngoại vi của chúng ta vẫn là cổng USB A, ví dụ như ổ cứng này, USB này, máy in này, chuột này vẫn sử dụng cổng USB A đa số như vậy chuyển sang cổng tai xi si toàn bộ ở trên chiếc máy này thì hơi khó khăn tuy vậy vẫn có cổng tai xi si cho anh em uh, muốn mở rộng các cổng kết nối và muốn hợp thời hơn thì chiếc máy này vẫn có đó là một số nhận xét cơ bản của mình về ngoại hình nó vẫn đẹp nó vẫn cao cấp và nó vẫn khác lạ so với phần còn lại của thế giới mặc dù thiết kế này nó đã xuyên suốt bao nhiêu năm rồi nhưng mà mình cũng công nhận là tại vì cái thiết kế nó không thay đổi nên gần như là khi anh em đi ra ngoài người ta sẽ nhìn thấy ô oh, đây là Microsoft Surface Pro của nhà Microsoft chứ không phải nhầm lẫn giữa chiếc máy khác đúng không anh em điểm khác duy nhất mà mình thấy đáng giá nhất chính là cái này đây anh em ơi ở đây chúng ta sẽ có cổng à sẽ có khe để anh em có thể thay SD nhanh thay thẻ SD nóng được trước đây anh em muốn mua dung lượng cao thì anh em phải mua đến phiên bản i7 mà lại không có nhu cầu với sức mạnh thì sao cần lưu trữ thôi à, còn bây giờ thì anh em chỉ cần mua bản thấp i3 RAM 8 ổ 128 và thay ổ là 12GB và thôi Bao rẻ, bao chi phí luôn nếu anh em mua máy ở Đăng Vũ Thay rất rất là rẻ à, Màn hình của Surface Pro 7 Plus thì vẫn thế Viền bốn cạnh vẫn à, như trước đây Không được à, sexy như là chiếc Surface Pro X Mình mong trong thế hệ tiếp theo Ví dụ như là chiếc Surface Pro 8 đi Viền nó sẽ mỏng hơn, sẽ sexy hơn, màn sẽ lớn hơn Còn về chất lượng hiển thị thì thật sự tuyệt vời Không có điểm gì chê ở đây cả Vẫn có profile để anh em chuyển đổi khi anh em làm việc hay giải trí nó đều có cả anh em tin mình đi màn hình của chiếc Surface nói chung hay là chiếc Surface bố 7 Plus này nói riêng nó quá đỉnh nó thỏa mãn anh em làm văn phòng lẫn đồ họa 2D ok luôn còn nếu mà nói về đi sâu này giải màu bao nhiêu thì anh em đợi ở bài đánh giá chi tiết của mình nhá Đấy, nhưng mọi góc độ trái phải trên dưới đều tuyệt vời ở mặt trời đẹp cái thứ hai thì mình muốn nói đến đó chính là cấu hình ở trên chiếc Sufei 7 Plus này ấy nó được trang bị một cấu hình nhỉnh hơn người đàn anh của nó là uh, Sufay Pro 7 đó chính là máy được trang bị chip Intel Gen 11 Tiger Lake nghe thì uh, có vẻ chỉ nâng đơn giản từ Intel Gen 10 nên Gen 11 thôi nhưng không chỉ có vậy đâu anh em nhé ngoài sử dụng con chip mới ấy, ở phiên bản i5 i7 cũng nâng uh, cấp một con VGA 1 Watt khá là mạnh mẽ đó là con Intel Iris Xe nó mạnh đáng hơn đáng kể so với con chip mà uh, Intel 620 đời cũ hoặc là Intel Plus ở trên thế hệ Pro 7, i5 và i7 giúp anh em có thể làm việc đồ họa một cách tốt hơn, tối ưu hơn. RAM ở trên chiếc Surface Pro 7 Plus này ấy, nó cũng nâng cấp lên đến DDR4X tiết kiệm điện năng hơn, xung nhịp cao hơn, giúp anh em có thể đa nhiệm tốt hơn rất là nhiều. Tất nhiên là thông số hay là quảng cáo chỉ là lời nói thôi. Vì đây cũng là bài đánh giá nhanh nên mình cũng đi không quá sâu đâu tuy nhiên mọi thao tác mình sử dụng chạm hay là vuốt hay là copy file hay là cài đặt phần mềm lên nó nó đều nhanh hơn thế hệ cũ rất là nhiều mặc dù máy mình đang test là bản thấp nhất anh em ạ à, bản đi 3 ram tám một hai thôi bởi đánh giá chi tiết máy này thì mình sẽ anh em đợi một thời gian nữa nhé mình sẽ cố gắng trải nghiệm đủ lâu để có một bài đánh giá chi tiết hơn cho anh em dễ hiểu và giúp anh em có thể dễ dàng lựa chọn chiếc máy này hơn À, đó là một vài đánh giá cơ bản của mình về chiếc suface pro 7 plus này anh em nào đang sử dụng nó thì có thể comment phía dưới ý kiến của anh em về chiếc máy này nhé bên cạnh uh, phiên bản uh, suface pro 7 plus đấy nếu anh em quan tâm uh, các sản phẩm suface khác có thể vào website của Đăng Vũ để xem một lời để anh em uh, có thể lựa chọn những sản phẩm suface tuyệt vời của Microsoft và có hậu mãi bảo hành miễn chê luôn à, vài giây cho quảng cáo đã hết cảm ơn em đã xem video nhé đừng quên ấn like ấn đăng ký và share video nếu thấy hữu ích.